Chào thầy Dương Đông Hiếu và chào tất cả các anh chị trong group. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hữu Phước, 21 tuổi và hiện tại đang sinh sống tại Quảng Nam. Em biết đến thầy Dương Đông Hiếu vào tháng 5 và đó cũng là lúc em bắt đầu làm YouTube. Em đang có một kênh để làm vlog và sau một vài video đăng lên thì em thấy những ý tưởng của mình nó chưa thực sự như mình mong muốn nên tạm thời em dừng lại. Và em cũng là sinh viên mới ra trường nên sắp tới có thể là em sẽ phải đi làm để phụ cho gia đình, nên thời gian để quay video có thể nó sẽ rất là hạn hẹp, nên em vừa mới nghĩ ra một ý tưởng, đó là mình sẽ quay video về buổi tối và về những cái món ăn đường phố. Nhưng mà cái em băn khoăn ở đây đó chính là em không muốn là cái video nó về giới thiệu món ăn hay là cảm nhận món ăn nó thế nào, mà em muốn có một chủ đề gì đó để mình nói trong cái video nó xuyên suốt như vậy, và nó sẽ là chủ đề cho một nhiều video tiếp theo, để mình muốn nó có một cái gì đó để mình có thể mình nói trong cái video nó được nhiều và nó hấp dẫn, chứ không phải là nói về cái món ăn. Và điểm mạnh của em thì em chưa thể thấy, nhưng mà cái khó khăn của em đó là chính là giọng nói, và thứ hai nó đó chính là em còn nói chuyện trước ống kính còn rất là kém, nên em rất khó khăn về cái khoản này. Và nếu mà có thể em có được chủ đề và quay vlog thì em sẽ cố gắng để thực hiện nó. Nên video của em đến đây thì không biết nói gì nữa, nên xin chúc mọi người thành công trên con đường kiếm tiền online, và